Xin chào mọi người. Hôm nay thì Duy đang đi xem xe. Toàn xe khủng luôn. Ở đây nhiều xe khủng quá. Bên này có LX570, đằng sau có GX460 này. Đây là Land Cruiser VXS V8 5.7 luôn. Sử dụng chung với cả có động cơ của LX570 đấy các bạn ạ. Chiếc này thì đang có cái giá cũng khoảng gần chục tỷ. Đấy. Các bạn thấy có hot không ạ? Vâng, Toyota Land Cruiser. Cái giá nghe thấy thôi là đã thấy gai rồi. Thật ra thì với những cái mẫu xe Land Cruiser thì các bạn có thể thấy rằng là nó đã quá hot rồi. Và nó đã trở thành biểu tượng của Toyota rồi. Đặc biệt là đây là một mẫu xe được nhập Trung Đông và được độ trực tiếp tại Trung Đông luôn bởi hãng độ MBS. Cái hãng độ này thì có lẽ là để mà nói về hãng độ thì chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà đây là một hãng độ rất nổi tiếng của Trung Đông và họ đã làm những cái sản phẩm đặc biệt nổi bật. Và họ đã làm kha khá những cái thiết kế rất là hợp thời, cũng như là tạo cho tất cả những ai đó trải nghiệm ở trong khoang nội thất của những cái mẫu xe mà được MBS độ, nó là một cảm giác hoàn toàn khác. Lát nữa chúng ta sẽ cùng vào với khoang nội thất nhé. Còn ở bên ngoài thì các bạn có thể ngắm một vòng đi. Đèn thì cũng vẫn là đèn giống như trên phiên bản VXR thôi. Trước đây thì Duy cũng đã có một bài đánh giá chiếc VXR gửi tới các bạn rồi. Đèn pha LED này, rồi đèn xi nhan được độ khéo léo, chạy theo dải giống như là trên các mẫu xe của Lexus. Thật ra nếu mà để so sánh ấy, thì Land Cruiser nó vẫn có một cái vị trí rất là riêng ở trong lòng tất cả những ai đã và đang sử dụng những cái mẫu xe của nhà Toyota. Nó có một cái chất gì đó rất là bụi bặm, gai góc. Nhưng mà thật sự thì với những đường nét thiết kế của những thế hệ ngày nay thì các bạn có thể thấy rằng là đã được pha trộn những cái yếu tố thẩm mỹ nhiều hơn. Đây, phía trước này thì cái logo của Toyota đây thì được làm chìm bên trong và được nằm ở trong cái gói safety sense của nhà Toyota, cái gói cảnh báo công nghệ an toàn ấy. Chúng ta có giữ làn đường này, có cảnh báo va chạm phía trước này, có adaptive cruise control này, có nói chung là nhiều. Ở phía sau thì có cảnh báo cắt ngang khi lùi nữa. Hệ thống camera 360 độ xung quanh xe. Duy sẽ mở cái phần nắp capo ra để chúng ta cùng nhìn xem cái khối động cơ 5.7 V8 nhé. Thật ra ấy, thì cái khối động cơ 5.7 V8 này của nhà Toyota thì cũng đã có từ rất lâu rồi. Và vì là trái tim này vẫn còn hoạt động quá là mạnh mẽ, quá là hợp lý, không có lỗi lầm gì cả, thế cho nên là dường như là Toyota đang không muốn thay đổi trái tim. Vâng, đây, trái tim V8 đây ạ. 5.7. Thật ra thì bây giờ thì nghe cái con số V8 và 5.7 nghe nó hơi sai làm sao ấy. Thậm chí bây giờ những cái mẫu xe 3.0 là họ đã có V8 rồi. Đây tận 5.7 các bạn ạ. Chiếc xe này thì đạp ga một cái thì chúng ta cũng phải ở Hà Nội thì cũng mất cỡ bát phở thìn. Nói chung là những cái thiết kế của Land Cruiser thì đã truyền thống rồi. Họ không gần như là không có nhiều những cái thay đổi về form đâu. Chỉ là những cái đường dập, những cái thiết kế mới thôi. Những cái thiết kế nó mang một cái hơi hướng tinh chỉnh, chứ nó chưa có một cái sự thay đổi toàn diện. Cũng có thể là do một phần là do những cái khách hàng của Toyota, họ là những người bền. Họ muốn sở hữu một cái mẫu xe nó trông thì bên ngoài thì nó bình thường, nhưng mà ở bên trong nó chứa đựng những cái giá trị rất là khác biệt. Có thể nói tới như là cái độ bền của động cơ, độ bền của tất cả những cái chi tiết ở trong xe này, rồi đến độ bền, rồi những cái ưu việt của hệ thống điện. Và đặc biệt đối với cả Land Cruiser ấy, thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống gài cầu cũng như là đi off-road ấy, hỗ trợ chúng ta đi off-road rất là tốt. Đặc biệt là ở bên Trung Đông ấy, ở bên Ả Rập ấy, thì các anh ở bên Ả Rập chạy đồi cát ấy, các bạn cứ ra thử đồi cát mà xem. Rất ít khi chúng ta, thậm chí ấy, là chúng ta gần như còn không thấy một cái mẫu xe ngoài nào khác ngoài Land Cruiser luôn. Chỉ với cái điều đó thôi là chúng ta đã có thể thấy rằng là Land Cruiser huyền thoại như thế nào. Đây, ở bên hông xe thì chúng ta cũng có bệ bước này, rồi bộ vành 5 chấu kép hình chữ V. Cửa thì đã được trang bị cửa hít nhé. Đây phải nói là một bản
full rồi. Chúng ta có rất nhiều những cái hệ thống tiên tiến, đây công nghệ các bạn đây. Tôi sẽ mở cho các bạn. Ngay cái tiếng cửa hít này nó cũng êm du luôn. Tạch nhẹ một cái thôi. Gương to với cái đường chrome. Ở các phiên bản khác của Land Cruiser nhập khẩu Trung Đông ấy, thì thường là chúng ta sẽ có một cái tem vàng. Nhưng mà cá nhân Duy ấy, thì Duy thích những cái mẫu Land Cruiser màu đen tuyền này hơn. Nhìn nó hầm hố, nó chất và nó ngầu, phải không ạ? Đây, ở phần phía dưới các bạn có thể thấy rằng là khi mà chúng ta mở cửa ra ấy, ở cái phần dưới này chúng ta có đèn. Đấy, các bạn có nhìn rõ không ạ? Đèn chiếu cái bệ bước này, rồi ba cái đèn ở phía dưới gầm để hỗ trợ chúng ta khi chúng ta đi vào trời tối. Rồi, mời các bạn tiến tiếp ra phần đuôi xe đi ạ. Các bạn có thể nhìn bên này là LX 570 bản Super Sport này. Bên này là VS MBS V8 5.7, sử dụng chung động cơ với nhau đấy, V8 5.7 lít. Đấy. Nhìn nó cũng hao hao giống nhau phải không ạ? Cái form nó hao hao nhau, chỉ có những đường nét thiết kế thì ví dụ như là Land Cruiser ấy, nó gai góc, nó sần sùi, nó để dành cho những cái mục đích đi di chuyển nó khắc nghiệt hơn. Cho nên là cái phần đèn này nó cũng được làm to hơn này. Mọi thứ nó được làm rõ, rất là rõ ràng. Các cái mảng khối của nó đều lớn. Quay sang LX 570 chúng ta thấy là những cái phần đèn pha, đèn hậu các thứ thì nó được làm vuốt nhọn hơn, nó mang cái chất nó thời trang, nó thời thượng và nó sang trọng hơn. Đấy, bên này chúng ta có những cái mảng khối lớn đây, đằng sau này. Đây, đây là cái để móc cái trailer ở phía sau để kéo. Có thể những chiếc Land Cruiser chạy hỗ trợ nhau đôi khi bị sa lầy chẳng hạn. Cái này chắc thôi rồi luôn, không kéo luôn. Và cái kiểu mở cốp thì ở trên cả Land Cruiser lẫn LX 570 thì đều giống nhau. Đây các bạn có thể thấy. Đấy, kiểu mở vỏ sò. Bên này Super Sport cũng thế luôn ạ. Các bạn thấy không ạ? Nói chung là cái cơ cấu đóng mở thì như nhau thôi. Nó dùng chung công nghệ rồi cùng thừa hưởng những cái tinh túy của nhau mà. Nếu như các bạn thích bên ngoài một mẫu xe gai góc sần sùi nam tính nhưng bên trong lại phải mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm sang trọng ấy, thì đây có thể nói Lexus ấy gần như là còn nét vế một chút so với cả chiếc Land Cruiser bản độ ABS này, bởi vì là cái chất liệu ghế này rồi những cái trang bị ở trong xe ấy, chúng ta nhìn và chúng ta mê lắm luôn ấy. Các bạn có thể thấy không ạ? Từng cái vị trí ghế đều được MBS làm vô cùng cẩn thận luôn. Chúng ta có thể liên tưởng tới ngay những cái mẫu Mercedes, thậm chí là những cái mẫu Maybach luôn ạ. Bởi vì cái chất liệu da này được trang bị toàn bộ là da Napa này, rồi cái vật liệu từ khung ghế các thứ cũng được thay đổi, và cái phần nệm bên trong cũng vậy. Kèm theo ở bên trong đây là chúng ta có nguyên một cái hệ thống làm mát ghế được MBS trang bị và độ thêm. Những cái chi tiết như thế này thì thật sự là rất là đáng giá ở trên một cái mẫu xe như Land Cruiser. Trước đây ấy, Land Cruiser chúng ta sẽ có những cái ghế nó rất là thuần, nó bình thường, nó không mang cho chủ nhân trải nghiệm được cái sự sang trọng, sự đẳng cấp. Thì đến với MBS thì MBS đã thay đổi cái phần bên trong, giúp cho chiếc xe nhìn nó hấp dẫn hơn. Cửa là cửa hít luôn các bạn ạ. Đây. Phải nói là riêng Toyota thì họ làm cái phần cách âm cho những cái mẫu xe cỡ lớn của họ như thế này rất là chuẩn luôn. Chỉ cần cái cửa hít nó hít nhẹ và thôi là bên trong khoang xe gần như chúng ta rất khó lòng có thể nghe được những cái âm thanh ở bên ngoài. Cái phần nệm ghế này ngồi êm. Nếu như mà ở phần phía sau ấy, nó sẽ còn là những cái đẳng cấp, những cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Thì ở đằng trước, những người lái cũng sẽ được cảm nhận một phần
của những cái đẳng cấp đặc biệt đó. Nhưng mà người lái thì chúng ta cũng sẽ có khá nhiều những cái tiện ích ở trước mặt để vừa lái vừa trải nghiệm. Đặc biệt là khi lái đến với Land Cruiser thì chúng ta sẽ có cái hệ thống khóa vi sai này, gài cầu này, nâng hạ gầm này, đặc biệt là cái chế độ hỗ trợ chúng ta quay đầu trong đường hẹp các bạn ạ. Đây là một cái hệ thống mà cực kỳ đắt giá ở trên mẫu xe Land Cruiser. Có một cái điểm này tôi muốn chia sẻ với các bạn. Khi mỗi khi mà tôi mở cái cánh cửa của những cái mẫu xe của Toyota ra ấy, đặc biệt là những cái mẫu xe có nhiều cái chất liệu như là da và gỗ ấy, thì cái mùi nó khá là dễ chịu. Nó không phải là cần sử dụng tới những cái nước hoa như là những cái mẫu Mercedes Maybach đâu, nhưng mà thật sự là cái mùi ở trong xe rất là dễ chịu các bạn ạ. Đây, những cái thiết kế của bảng tablo ở trên bản VXS này thì nó cũng giống như tất cả những cái chiếc Land Cruiser như là VXR hay là VX. VX là bản thấp nhất, bản bay của Land Cruiser, và đến X và đến S thì là nó, hoặc đến R thì nó sẽ có những cái tinh chỉnh một chút, nhưng mà cái khối thiết kế thì nó được tương tự như nhau. Màn hình cảm ứng này, chúng ta cũng có khá nhiều những cái hiển thị ở trên đây. Rồi là điều hòa. Điều hòa của Toyota chỉ cần ấn một cái thôi vào xe là chúng ta đã cảm nhận được cái độ lạnh rất là sâu rồi. Nếu mà các bạn có thể liên tưởng tới ngay cái độ sâu của Toyota thì các bạn hãy nhớ tới mẫu xe Toyota Innova. Mỗi Innova ấy, các bạn chuyển đường dài ấy, điều hòa lạnh sâu cực kỳ luôn. Lên xe nhớ phải mang chăn. Ở đây chúng ta cũng có làm mát ghế này. Đây ạ. Đó. Làm mát ghế nhé các bạn nhé. Và cái phần ghế mà tôi đang ngồi đây ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có thêm cả những cái phần tinh chỉnh như là cái bệ đỡ chân ở đây. Rồi đây, ấn vào đây. Đấy, chúng ta điều chỉnh cho cái bệ đỡ chân nó tiến lên. Đỡ đầu gối, chúng ta ai mà chân dài ngồi đỡ này sẽ thoải mái rất là nhiều. Rồi đây chúng ta tắt đi, ta chuyển sang cái chế độ sau là bơm lưng. Đấy, bơm lưng. Đây, rồi chúng ta còn bơm cả hai cái phần thành hai bên này lên để cho ôm sát vào người hơn. Vâng, mặc dù là cái hệ thống massage của Land Cruiser không được cho chúng ta những cái trải nghiệm theo dạng đấm đa điểm ở trên những cái mẫu xe hạng sang, mẫu sedan hạng sang hay là Bentley hoặc là Rolls Royce, nhưng mà ở trên Land Cruiser thì nó lại rất là nhẹ nhàng, nó nắn bóp từng đoạn một ở trên lưng của chúng ta. Ngồi nó cũng rất là cảm giác và cảm xúc đấy. Đây các bạn có thể nhìn từng cái điểm được bơm lên. Đây các bạn có nhìn rõ không ạ? Đây, đang bơm lên đây này. Đấy, xong rồi nhả hơi ra, bơm tiếp lên trên này. Đấy. Ở những cái mẫu xe như Mercedes Maybach hay là những cái mẫu xe hạng sang khác ấy, ở dòng sedan luxury ấy, thì chúng ta sẽ có đấm đa điểm, tức là từng bên một, từng cái điểm một đấm xoa bóp và rung. Ở trên Land Cruiser thì lại khác một chút. Cảm giác di chuyển những cung đường sóc xong mà chúng ta bật cái chế độ này lên ngồi hưởng thụ thì quá được. Rồi, bây giờ thì có lẽ mời các bạn xuống tới cái vị trí của cái hàng ghế thứ hai đi ạ. Ui, ngả thử đầu vào cái phần tựa đầu ở đằng sau của chiếc ghế này mà tôi cứ nghĩ như là vừa thả đầu vào một đám mây các bạn ạ. Nó êm, nó bồng bềnh, nó rất là sướng. Ngồi vào cái vị trí ghế này chúng ta cũng có thể điều chỉnh rất nhiều. Hệ thống điều hòa ở đây. Điều hòa trên xe này là 4 vùng độc lập rồi. Và đương nhiên là để nói về không gian ấy, thì có lẽ chúng ta sẽ không cần phải dành bất kỳ một cái mỹ từ nào hay một cái lời khen nào để dành cho hàng ghế thứ hai của chiếc xe này cả. Bởi vì một chiếc xe Land Cruiser đã phải hy sinh đi cả một cái hàng ghế thứ ba và ở vị trí ngồi giữa để biến thành một mẫu xe chỉ có 4 chỗ ngồi mà thôi. Thế cho nên không gian nó là bao la. Ở đằng sau chúng ta cũng sẽ có hệ thống ghế điều chỉnh như ở bên trên, cũng có massage. Và 4 chỗ ngồi thì chúng ta đều có thể điều chỉnh massage trực tiếp ở từng ghế một. Đấy. Bơm đầu gối này, đỡ lưng này, nâng cái thành hai bên để ôm sát vào người hơn này. Thì chúng ta đi những cái cung đường off-road, ngồi trên ghế yên tâm là được giữ rất là vững. Rồi là massage lưng này, rồi massage cả phần mông ở phía dưới nữa. Anh em đi off-road mà ngồi lâu êm mông là bấm lên là em nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển, cho mình tận hưởng cái cảm giác nó phê.
Đằng trước chúng ta thì sẽ có một màn hình cảm ứng ở đây. Vâng, Land Cruiser. Để nói về cái chất lượng hiển thị và cái cách mà design thiết kế thì chúng ta đều thấy là rất là ổn. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái trải nghiệm, có thể xem phim ở trên Netflix này. Đó, kết nối mạng, lướt web, Facebook, xem phim ABCDXYZ thoải mái ạ. Và chúng ta còn có thể điều chỉnh cả cái hệ thống đèn màu, các cái màu đèn ở đây nữa, các bạn có thể thấy hai bên nha, mỗi bên một màn hình nhá. Đây phần đèn thay đổi đây, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, thích đèn gì các bạn cứ cảm tưởng xem, một em siêu mẫu ngồi bên cạnh ở đây. Hôm nay bạn quay phim ngồi đây là chân không được đẹp, nhưng mà em siêu mẫu ngồi đây mà bật các cái chế độ đèn này, nó hắt xuống cái phần da ở dưới đấy, chúng ta nhìn thì ôi thôi, sao hôm nay lại thấy đặc biệt thế. Cuối cùng thì mời các bạn sẽ theo dõi một loạt hình ảnh về chiếc Land Cruiser bản VXS V8 5.7 được độ bởi MBS. Bạn thấy sao? Có thích mẫu xe này không ạ? Có thích chúng ta có cùng nhau trải nghiệm những cái mẫu xe sang, mẫu xe khủng tiếp theo thì mời các bạn hãy comment ngay phía dưới video nhé. Và cũng đừng quên like, share, cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để chúng ta cùng nhau trao đổi, cùng nhau đi khám phá nhiều hơn những cái mẫu xe sang, mẫu xe đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.